các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái thứ, một cái vật dụng mà tất cả chị em phụ nữ chúng ta cần phải có. Thí dụ như ai mà có đủ vợ, đủ chồng, đủ lông, đủ cánh thì không nói. Ai mà cô đơn, độc mã hay là một mình hay là có vợ, có chồng cũng cùng phải có cái này. Đó là cái gì? Đó là cái đồ bơm bánh xe. Bánh xe mùa này á, trời ơi lạnh ha, nó chuyển sang cái nhiệt độ bánh xe mình nó chuyển xuống. Rồi không lẽ mình xách cái xe mình chạy ra ngoài chỗ thảy tiền vô mình bơm, hay là mình vô cây xăng mình bơm, chi khổ vậy. Ngày xưa mình vô đi lờ, cái mình đưa đi lờ nó bơm, sau này đi lờ nó chảnh, nó không thèm làm nữa. Cái nó làm tớ làm lui, rồi nó nói này nói nọ, rồi nó kêu mình chờ đợi, trời ơi mệt muốn chết luôn. Chờ nó làm hành xác mình thấy ghê luôn. Cái giờ khỏi đây nha các bạn. Mới vừa rồi nè, mình bị mềm bánh xe đó, biết gì không? Mình làm một mình một ên, trời ơi, bên trái là bên trái mình là đàn bà, bên phải mình là đàn ông, chính giữa mình là mọi người. Đó, thế là mình tự làm, tự biên, tự diễn, mình dùng cái ống bơm này nè, chàng ơi nó ngon chà bá lửa luôn, ngon banh xác luôn. Đó, tên là Astro nha, trong Amazon bán nhưng mà có nhiều loại lắm nha. Nhiều khi các bạn mua bất cần không biết cái loại nào tốt, loại nào xấu đâu. Trời, ai mà có kinh nghiệm rồi họ mới biết nha. Nhưng mà mình ấn tượng với cái hiệu này ghê luôn, nó đẹp. Nhìn nó gì mà màu sắc nó cũng đẹp, vàng có nha, đỏ có, xanh có. Trời ơi, đẹp búng lụa luôn. Thế là mình chọn hai màu, màu xanh nước biển, một chiếc xe, màu vàng một chiếc xe. Để làm gì? Để bỏ vô xe, để mà phòng thân. Không ai thương mình bằng chính mình đâu. Trời ơi, mình không, tới lúc mà mình có chuyện gì xảy ra, chỉ có mình thương mình thôi. Thế là mình phải thủ nha. Đàn bà chúng ta, phụ nữ chúng ta phải biết những cái điều này nha. Đó, lỡ mà đi một mình, có chuyện gì mình không có sợ đâu. Nó sẹp bánh xe, cái nó xe mới thì nó hiện lên cái báo động, còn xe cũ nhiều khi nó đâu có hiện. Nhưng mà nếu mà mình cảm giác không an toàn thì mình trước khi mình đi, mình kiểm tra bánh xe mình đi coi nó có bị mềm không, hay có chuyện gì xảy ra đâu không. Nhưng mà đầu tiên các bạn muốn xét cái nhiệt độ, gì xét cái độ mà giống như là cái trong cái bánh xe mình có bao nhiêu, thì mình dùng cái này nè. Đó, có loại bán thì nó không có cái cục ấn để mà ấn vô để mà ịn một cái là mình biết là mình bao nhiêu, 30, 40 là đúng cái chính xác. Không, bánh xe chỉ có 30 tới 35 thôi nha, đừng bơm nhiều. Đó, xong mình ấn vô đây, mình mua cái này để mình kiểm tra. Rồi cái này là gì? Cái này là bơm bánh xe, cái này bỏ vô trong cái xe, cái bấm vô chỗ mà mấy người ấn thuốc lá hay là ấn cái đồ chạc camera này nọ đó, cái mình ịn vô, cái mình bấm vô, chèn ấn một cái, cái mình bấm cái cạch này, cái nút rồi ịn tạch rồi nó hiện lên. Cái mình bơm bánh xe khoảng chừng 30 tới 31 thôi nha, đừng bơm nhiều, bơm nhiều là không có tốt đâu, nguy hiểm lắm đó. Nên là mình quyết định phải mua cái này nha. Ai mà chưa mua thì mình chịu khó mình mua đi. Có 30 mấy đồng mà, đừng có nghĩ là mình không cần đâu nha. Nhiều khi có những lúc mình cần thấy sợ luôn nha. Trời ơi, mình đã thấy chứng kiến rồi. Mình đi ra chợ có cái chị kia là chị bị sẹp bánh xe. Trời ơi, thấy thương luôn mà chị đâu có cái này. Đó, rồi chị làm gì? Trời ơi, chị ngồi không, chị chờ gia đình ra giúp đỡ này nọ. Nên là chị em phụ nữ chúng ta là nên có cái này, rất là ấn tượng như các bạn đó. Mình giới thiệu cho các bạn đó một cái món hàng rất là cần thiết cho phụ nữ chúng ta nha. Đàn ông thì không nói chuyện gì, đàn bà mình là phải có đi, để trong xe, lỡ có chuyện gì không sợ, an toàn vô cùng. Hay là ở nhà cũng vậy, đâu cần phải chạy ra mấy chỗ cây xăng mà chị yện vô mà bơm chí vậy, khổ vậy. Đó, mình chỉ giới thiệu mà cái sản phẩm mình mua mình thấy ngon và ấn tượng nên mình giới thiệu cho mọi người nha, chứ mình có quảng cáo gì đâu. Nhưng mà mình muốn chia sẻ một chút niềm vui nha. Còn hôm nay mình có mua một cái bình hoa này nè. Đó, bình hoa này là hoa của Thanh Vinh đó, nó bán tên là cá tút gì đó. Nó bán màu đỏ có, màu hồng có, rồi màu bình nhiên là màu đào. Nhưng mà đỏ với trắng là bán nhiều nhất. Hôm nay mình mua màu trắng, còn qua kia mình mua màu đỏ mà nó chưa có nở đó, các bạn thấy không? Còn biết gì nữa không? Đây, các bạn thấy gì? Mình khoái bóp lắm nè, nhưng mà mình khoái hiệu này nè, hiệu khay bay. Còn cái bóp như vậy ha, là chỉ có để coi 70 mấy đồng mà thế má khoảng 75 đô. Đó, đẹp chưa? Màu kem. Rồi cái thằng này là khoảng cũng 50 đồng bạc thôi. Mua một chi cho mất tiền. Mình thích màu, hôm nay mình đổi màu kem. Rồi cái màu xanh nước biển này ấn tượng chưa? Đẹp búng lũa luôn. Trời ơi, chàng đẹp ơi, nó dễ thương thấy sợ. Đó, nó có cái nơ nè, fashion thấy sợ luôn. Rồi mình đi mình mua mấy cái đồ mang vô giỏ để mà chùi tay đó.
đó, dễ thương, ấn tượng luôn, màu xanh nước biển đẹp bóng lụa, đẹp thấy thương, để thấy ghét luôn nha. Rồi thêm màu gì? À, hai cái size này là bằng nhau nha, màu kem đó là cùng với lại cái size màu này là bằng nhau. Trời ơi, có gọi là cái thô đó, đựng tiền, đựng đồ, đựng đạc, trời ơi sướng, banh xác, banh lụa, quên đường về luôn nha các bạn. Còn thêm cái này không? Còn cái bóp này thấy thương luôn, nó ra cái fashion màu đỏ này chèn người, nó đẹp khủng luôn. Mà chỉ có để coi 45 đồng thế má, vô khoảng 50 đồng bạc. Trời ơi, canh mình mua cái mặt hàng này hoài nên nó cứ gỡ cho mình biết cái nào rẻ, cái nào không rẻ. Cái này mình thấy rẻ thì mình mua thôi. Đó, còn cái bóp màu đỏ này coi, trời ơi, nó cũng bự chà bá lửa, nó cũng ấn tượng luôn nhà chàng rồi. Thao mà đựng đựng vô tư, đựng quên đường về đó. Đẹp chưa? Đó, cái thô này là để cho chị em phụ nữ chúng ta nhiều khi đựng đồ nhiều, muốn chứa nhiều. Còn cái bóp nhỏ nhỏ là mà máng trong ở phía trước ấy, thì nó không có đựng nhiều bằng cái này, nhưng mà mình thích nè, màu hồng, màu đỏ, màu xanh. Nhưng mà hôm nay mình thích cái màu xanh này nè, trời nó dễ thương cái ghê luôn nha, trời nó đẹp thấy ớn lạnh luôn đó. Còn màu kem này cũng đẹp nè các bạn thấy không đó. Hôm nay mình giới thiệu về những sản phẩm mà thấy ấn tượng thì mình giới thiệu cho mọi người nha, chứ không quảng cáo một cái gì hết đó. Mình thích đủ màu, đủ xanh, đủ cỡ, xanh đỏ vàng tím. Trời ơi, cuộc đời của chúng ta đâu có gì ngoài những niềm vui này đó. Mỗi ngày mình góp ghép lại, mình để dành cái mình cố ra mình mua một món quà, cái buồn buồn cái mình đổi bóp, mình đổi màu này nọ cho nó vui gì đó thôi đó. Thấy băng thấy chưa đó đó, mình giới thiệu sơ sơ vậy thôi nha các bạn đó. Đó, nhất là cái đồ album này nè, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn nè đó, để các bạn có chuyện gì các bạn biết được mà mình để phụ phòng thân cho bản thân mình. Như các bạn đời này không biết trước ngày mai đâu, trời ơi mình phải thủ cho mình đi đó. Không có đàn ông, không có đàn bà thì tất cả mọi người cần phải có cái đồ bơm bánh xe, rất là quan trọng nha. Cái clip mình tạm tới đây xin tạm dừng nha, có chuyện gì mà sơ suất mong các bạn thông cảm nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại clip sau, bye bye.